Quả bóng vàng Việt Nam hạ quyết tâm vô địch SEA Games 31. Là một trong ba tuyển thủ ngoài tuổi U23 được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập cho mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games, Hoàng Đức được giới mộ điệu đánh giá rất cao về tầm quan trọng và khả năng chuyên môn của mình trước ngày hội quân cùng toàn đội. Chủ nhân của quả bóng vàng Việt Nam 2021 có thắng lợi 5-0 đầy thuyết phục cùng câu lạc bộ Việt theo trước đối thủ Cần Thơ tại Cúp Quốc gia. Đây là một trong những bàn đạp quan trọng để anh tạo đà tâm lý thoải mái khi lên tuyển. Khi thức giấc tôi thấy mọi người bảo rằng mình được đăng ký bổ sung để tham dự SEA Games 31. Thể lực và thể trạng sẽ là một trong những yếu tố để tôi cải thiện và chuẩn bị cho kỳ đại hội tới. Được thi đấu trên sân nhà vừa là động lực, nhưng cũng là áp lực với toàn đội. Thái Lan hay bất cứ đội nào cũng rất mạnh, mục tiêu của tôi và toàn đội vẫn sẽ là tấm huy chương vàng danh giá, Hoàng Đức chia sẻ. Bên cạnh Hoàng Đức, hai tuyển thủ ngoài tuổi còn lại được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập đó chính là tiền vệ Hùng Dũng và tiền đạo Tiến Linh. Đây được đánh giá là một trong những quyết định rất hợp lý của ông thầy người Hàn Quốc, bởi U23 Việt Nam sẽ sở hữu một tuyến giữa vô cùng chất lượng. Bên cạnh đó, Tiến Linh cũng sẽ là chiếc chìa khóa phù hợp để giải bài toán ghi bàn và hỗ trợ cho các đàn em. Ở kỳ đại hội lần này, dù không còn có trong tay một lực lượng khủng, huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò vẫn sẽ nỗ lực bảo vệ thành công ngôi vương tại khu vực. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!